Xin giới thiệu siêu mẫu đến từ Gò Sống. 언제나 함께 있었음 해 모든 게 다 통하니까 feels like daydream. Tiếp theo là bộ này, bộ này là mình thiết kế. Còn bộ này thằng nào thiết kế cho mình là thằng hổ nhỉ, chả lắm. Tiếp theo siêu mẫu đến từ Nam Định. Cái gì đó là ra tất cả khẩu vị như kiểu là chú ấy ấy. Đi đi ăn mày đấy. Thế còn đi 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 ăn mày đi đi ạ. Ăn mày là người ta tính bao nhiêu túi, chứ càng nhiều túi thì lại càng càng nhiều túi thì lại càng ăn hộp à? Không, gọi là ở cấp cao ấy. Bao nhiêu tiền tận một túi này, bây giờ dành dành cho đây thành túi rồi. Ăn hộp vả. Ok đó, bây giờ sẽ ra trước. Mỗi thằng làm chụp năm chục, năm chục, anh năm chục, thằng nào mà mua được ít đồ nhất thì phải cần đấy. Nhưng mà sau đó là bao nhiêu kính được rồi? Được. À, sáng quá nhở? Nghe một phát ô liu. Tôi đi chưa? Đấy, bây giờ nhá, ra chợ mua biết là cái gì bỏ được vào mồm. Đấy, nuốt được vào bụng có thế thôi. Rồi đi, chỉ có hai điều kiện đấy thôi, còn đâu là không cần biết mua cái gì. Ok đấy mọi người nhá. À, đến chợ rồi. Bây giờ nếu mà đi chung với nhau hay là nó lộ hết cả bí mật. Giả dụ như mình mua nhãn, nó cũng la mà nó mua nhãn, thế chỉ gọi là hòa được thôi. Hoặc là hơn nhau một tí thôi. Bây giờ nó phải vận giọng, dụng cái đầu óc này, hoặc là cái mồm nữa. Được phép mặc cả nên không được xin nhá. Đúng rồi đấy. Xin thì xin được thì lại khỏi phải mua. Ok đấy. Chúng mày thích đi cùng nhau thì đi nào. Tao đi một mình. Mình vừa nghĩ ra một thứ để mua rồi. Mười nghìn một cân, 50.000 chỉ được 5 cân thôi. Thôi kệ ai, nó mua cái gì mua ra. Không, nó không mua đâu. Nó có những gì tiềm năng. Biết bọn nó mua gì? Hình như là đang mua mít. Mình nghĩ ra một thứ rồi không phải hỏi. Chắc chắn là nặng nhất. Ăn được uống được là được. À, lộ mất khả năng mình phải sang lấy xe tí, chỗ đây nó hơi xa. Bà ơi, măng này bao nhiêu tiền một cân hả bà? Vâng, 10.000 một cân á? Ôi, một chị cháu lại không được tiền rồi. Cháu có thế mít của bà à? Mít à? Bao nhiêu tiền một quả này ạ? Quả ra 40.000. 40.000 cơ à? 20.000. 7 cân đây. Ui, 7 cân á? 7 cân quả mít này đấy. Ui, đây là mít mật hay mít dai đấy bà? Mít mật à? Cháu thích ăn mít dai cơ. Cháu mời không lớn đi đâu. 7 cân đấy. Lấy đâu cho bà? Bà ơi, bà gái cho cháu 20.000 thôi. 20.000 đi. 25.000. Bạn này nó chối đây. 25.000. Mở dân dành cho bà thì nó quay gì? 25.000. Đây á. Cô cháu mua đâu. Chanh này bao nhiêu tiền một cân này ạ? 20.000 à? Chỗ này được một cân không ạ? Nhưng mà cháu không mang tiền đâu. Không được xin đâu. Ba bán cho cháu một nửa cân. Một nửa cân bao nhiêu tiền ạ? Ba nghìn đúng không ạ? Ba nghìn đúng không? Ba nghìn được hai quả. Không, ba nghìn được nửa cân ấy. Không, ba nghìn hai quả. Mày đi ra đi. Ba nghìn được hai quả thôi. Không, đi ra đi ạ. Ba nghìn được hai quả. Không đi cùng này nữa, đằng này nó. Đi cùng là nó ngắn bạc mọi người ạ. Ba nghìn hai quả rồi ba gọi. Đi ra cho con. 1.000 một loại lửa con. Đi ra cho
cho cháu 3.000 nửa cân thôi. Cháu không mang tiền, cháu có mấy nghìn lẻ thôi. Cháu về cháu nấu nước để đi quá đi. Cái này nó cứ đi nó ngáng bạc rồi. Ui, bán kỷ niệm cho cháu lần đầu đi. Lần sau cháu mua nhiều mà. Cho cháu thêm 2 quả nữa nhé. 2 quả nữa. Kỷ niệm 2 quả nữa này. Không được xin. Ok. Thế chỗ này là 5.000 hả? Đây, cháu gửi tiền. Đây, nó có tiền đây. Đây để có tiền đâu, cháu đi xin mãi mới được, anh cháu 50.000 đây. Hai mươi nghìn này, riêng 50.000 này, cháu xin ạ. Dạ, cháu ăn làm bí rồi. Mày không giúp thì thôi, mày đi tàn. Cháu không mua bí ạ. Mày đi mua chỗ khác đi. Để anh đi mua chỗ khác. Áo bị thiếu vải ạ. Mít bao nhiêu tiền một cân đây ạ bà? 5.000 một cân. Quả này là mít ai mới mở ạ? Ui chết rồi. 5.000 một cân, quả này bao nhiêu cân ạ? Quả này chỉ 5 cân thôi. 5 cân à? Thế ba để cho cháu một quả đi. Quả này đi. Quả nào lấy quả nào? Quả này cũng là mít dài ạ. Mít dài tất. Nào lấy quả nào? Đây cháu lấy quả này. Quả này ngon hơn phải không bà? Đấy, ba để cho cháu quả này. Nhưng mà 3.000 một cân thôi. Trời ơi, 3.000 thì có mà trèo lên. 4.000. Thôi, 5.000 là rẻ nhất đấy. 4.000 thôi, cháu. Nhà cháu nhiều mít lắm ấy. Hôm nọ mẹ cháu bán có 2.000 một cân này. Ôi trời ơi, mẹ cháu bán rẻ thế. Bà bán cho cháu một quả này đi, cháu về cháu ăn xong rồi mấy hôm nữa mít nhà cháu chín ấy, cháu lại mang ra đây bán cho bà 3.000 một cân. Cháu treo cháu mang ra đây luôn nhé. Quả này chỉ có 2.000 thôi. Ba để cho cháu 15.000 đi, kỷ niệm. 5 năm 25 là được có 2.000, là có 4.000 một cân thôi, đúng không? Thế đi 20.000 à? Ừ. Vâng, để cho cháu một quả này. Đúng vào túi nhá. Vâng. Cái là mày chia lên. Ba để cho cháu vào túi đấy. Rồi. À xa. Được 2.000 nhỉ. Ba đưa cháu một tí. À được một tí à? Vâng. Chuyển phương án. Ba cứ đóng cho cháu nhá. Mua xong cho bà đấy. Cô ơi. Cháu trả lại cho anh ạ. Cho tiền à? Cháu. Không, cháu... Nhà cháu vẫn còn tranh ấy. Mày mở hàng này, cô chết. Cô gửi lại tiền cho cháu ơi. Cô không phải trả tiền, cho tiền cô ấy. Không, khác, hôm nay cháu không có tiền. Hôm nay là cho cô ấy. Mở hàng thì cho cô ấy. Mai cháu ra cháu mua hết tranh của cô luôn. Cho cô ấy luôn. Không. Tại vì nhiều người xem lại nhiều tiền. Tại vì ít tiền này không mua được nhiều tranh, thế nên là cháu chơi trò chơi cháu bị thua. Không, cháu đợi này đấy. Cô ơi, cho cháu trả. Cô ơi, cho cháu trả lại tranh. Đây. Bao nhiêu? Bà cân đi. Cân rồi. Cân à? À 20.000 à bà? Đấy. Áo thừa của cháu đây. Cháu gửi bà nhé. Cháu cảm ơn. Đấy. Thừa đâu? Về mình xem. Dùng quả mít này để làm
Nhãn này bao nhiêu tiền một cân ạ cô? 10.000 bán không cô? 10.000 á? Vâng. 10.000 không bán được đâu. 10.000 đi để cho. Dạ. Mua hết mà luôn. Không, không đủ tiền mua hết đâu. Nợ luôn. Không, nợ sau tí. 10.000 một cân bán không? Bán luôn đây rồi. Không, để cho cháu 2 cân. Đấy, khách sộp đây. Không. Áo này. Khách VIP đây. Khách VIP đây. Nhắn rồi. Nhắn rồi 5.000 một cân à? Chắc lại 5.000. Nhắn rồi rẻ hơn nhắn rồi đấy. Nhắn rồi là không mất cảnh này. Nhắn rồi nó phải đắt hơn đấy. Vâng. Làm màu cồn thế, một nhắn rồi nó mất cảnh. Ngon đấy. Ngon ạ. Hôm nay nha, cháu mà làm ngon nha, mai cháu ra cháu mua hết nhãn người cháu làm luôn. Ok luôn. Vâng. Làm trẻ nhãn à? Hay là trẻ mịn? Nhãn nhãn à? Không phải đâu. Bao nhiêu tiền hả? Chưa được 2 con. Ui xa. Rồi. Ui ui. Dạ. Đủ chưa ạ? 2 con. Rồi khuyến mãi. Quả nó cho máu luôn. Khuyến mãi thôi. Khuyến mãi nó phải tươi tươi một tí. Đây là thành anh cho thai mất rồi. 20.000 ạ? 20.000. Đây có quần áo mốt đây thì thi đâu về ấy. Vừa đi thi người mẫu ạ. À, đây, còn thêm quần nữa. Không, chỗ này còn một đá. À, một đá. Làm ngon, mai lại ra ủng hộ nhá. Vâng. Cháu đi đây. Em ơi, bán em một bịch đá. Mua về làm trẻ mít đấy. Mít giá 20.000 à? Đấy. Anh một con không? Con. Một con ạ. Đây. Đám đây đây. Bỏ phá cổ phố ơi. Nặng quá. Mày đây mày đi nè. Anh có đúng đường không? Anh bán đường. Thế là đủ nguyên liệu của mình rồi nhá mọi người nhá. Chè hoa quả. Tí nữa mình về mình chè biến này. Mà để rất là nhiều mít. Mít bao tiền cân anh? 15 à? Để em tính đã. Mít 15.000 một cân. Ê, bao tiền quả dừa to? 20.000 đấy, quả đấy được 2 cân không? 2 cân rồi à? Thế thì không ăn thua rồi. Không bằng cái mình tính, bây giờ đi ra mua cái mình tính đã. Ở tận ở ngoài kia kìa, thế nên là mình phải lấy xe mình đi. Lấy xe mình đi xong mình phóng mắt về nhà luôn. Không là lộ mất, bọn nó mua theo. Đấy. Đoạn này tua nhanh đến đoạn mà mua hàng hóa luôn nhá. Tạp hóa luôn nhá, tạp hóa luôn nhá. Xin được. Cô Phương ơi. Bán mà vừa rẻ, vừa nhẹ, vừa nặng à? À, vừa rẻ, vừa nặng cân đấy. Vừa rẻ, vừa nặng cân á? À, nó có bình nước lọc. Bình nước lọc bao nhiêu nhỉ? Chưa chỉ 2 cân, nó có bình nước nhỏ, nước không có 15.000. 15.000 đấy, cho tắm 3 bình. Đi giả bình được đúng không? Đúng rồi. Đâu rồi đâu?
dưới. Đâu nhỉ? Cuối nhá, xanh xanh. Ui giời ơi. Tuyệt vời. Mình lúc nãy là mua nước khác thôi. Bây giờ mình mới nhớ ra nước lọc cũng uống được. 3 quả mình là 45.000 thì khả năng là mình sẽ còn khoảng tầm mình còn tầm 5.000 ăn kem sẽ bô. Gạo cũng nặng nhưng cảm đắt. Không có cái gì rẻ bằng nước lọc. Bán nào được 10.000 thôi. Mình
để của anh mấy chục nghìn đấy. 10.000 thôi là được rồi. Mà nào được. 10.000. Rẻ quá, trả thêm đi. 15.000. Hả? 15.000, quân rẻ. Em ủng hộ quán anh lâu dài. May mua. Lỗ quá không bán không được. Không lỗ đâu. Lỗ không à? Không lỗ đâu. Lỗ rồi. Đã đem 15.000 trả nước cả mình. Bình này là 50.000 rồi này. Bên về đi đấu. Đấu cái gì? Thi đấu cần bình nước. Quá. Mua thì cũng một cốc ấy. Mua một cốc ấy. 20 bịch đá mới bán cho một bình nước này. Chứ biết là gần đây có quán nào là quán đổ nước không? Có. Chỉ xem. Em về em đi ra. Đổ bình nước. Không cần cho em mượn cái bình này đi. Nào. Bình nào? À đấy là chú Phúc trả đó. Em cho em mượn bình này đi. Bán em bình đá này. Bình đá để dùng đấy. Thế bán em cả bình luôn. Bán làm sao được. Thế bán em cái bình này. Tôi chẳng ngon nhỉ nhỉ. Hai bình đá. Khi bọn nó chỉ cần nhìn thấy cái mà nó nhận thua. Thôi bây giờ về ạ. Ê, em giả 25.000 thôi. Ừ. Hôm nay bán khuyến mại nhá. Vâng. 15.000 thôi. Lại luôn đấy. Thôi không anh. Anh mà thôi, anh cho em gửi vào tủ đi. Lúc nãy em quay lại không à? Mất hết chất. Thôi được, sợ mấy sách cái đôi nó trẻ hết. Vâng, anh cho hết vào tủ rồi. Vâng. 25.000. Gửi tiền. Ôi, 20.000 được. Vẫn 25.000.
rẻ rẻ thôi, cháu còn qua 50 rồi. Cháu còn 5.000. 5.000 á? 5.000 lê nhá. Lê là 1 cân à? 5.000 á? Vâng. 1 quả á? Không. Cháu mua cái loại gì nhiều nhiều à? Nhiều nhiều á, lấy mặt nhá. Thật là được nhiều đấy, quả nhỏ. Không, khoai này bao tiền một túi? Này, 15.000. 15.000. Chú ơi, bao tiền quả sầu riêng ạ? Bao tiền quả bé nhất ấy? Một quả bé nhất à? Bé nhất bao nhiêu ạ? Bán theo cân đấy. Quả này bao nhiêu? Quả này xem chú xem mấy cân ạ? Quả bé nhất thôi. Bé nhất gì? À. Bé nhất xem quả nào chín chưa? Phải ngon đấy. Tầm mấy chục một quả? Quả này phải hơn trăm. Ui, hơn 200. Ui dồi ôi. Thế quả dưa này bao nhiêu một cân ạ? Đâu? Đây. Dưa à? Vâng. Dưa vàng này gì? Vâng. Dưa vàng này 30. Quả này 2 cân. Hay 1 cân. 1 cân. Xem 2 cân 6. Ui. Nó có mua 25.000. 5.000 á? 5.000 thì mua cái gì? Mua lê nhá. Không. Mua quả gì nó to à? Dưa hấu bao nhiêu một quả? Dưa hấu cân có 12.000. Ôi, cần 8.000. Ở chú lấy cháu quả to bằng gì kìa? Dưa hấu. Nó cắt nó cao lên trên này tí. Cắt miếng cao lên trên này chị nhé. Quả này bao nhiêu? Dưa hấu này cắt đi quần nào. 57.000. Lấy 50.000. Cháu quả 25.000. Bán cháu quả nào vừa to vừa rẻ. Rẻ hữu nghị. Rồi. Quả nào như này chú lỗ quá rồi. Lỗ hữu nghị. Hữu nghị thì quả nhỏ ấy. Quả này này này. Cháu đang đi thi đấu. Tiền chứ không nửa tiền chứ bán. Cháu đang đi thi đấu. Hả? Cháu đang đi thi đấu. Thế nào? Chú không đủ gốc. Không đủ gốc à? Ừ. Đây đây cháu quả này. Quả đấy không thế. Đây chú xem quả này thôi. Đây này. Đây quả này. Quá. Quả này cũng phải gần 3 cân rồi. Quả này 3 cân rồi này. 3 cân này chú lấy hữu nghị đấy. 20.000 ạ. 25.000 là lỗ rồi. 20.000. Thầy ạ. Bọn lớp cháu thêm quả này. Lịu. Bọn lớp cháu thêm một quả này. Cao luôn rồi. Ok. Nhá. Đi nhá. Rồi. Từ từ thôi, cầm không? Vâng, cầm được. Cháu xin quả mận đấy nhá. Ok đấy mọi người nhá, đây là hai đợt ba, hai thằng này nó cũng về rồi. Thôi nói chung là mình tự ông mình làm người đứng đầu luôn, không cần không cần xiết. Anh cho làm quả thử thách này, đi ra đến chợ thì thằng tôi chẳng vào liền rồi. Bây giờ thế tính đó, hai thằng có cần so với anh không? Ờ. Mình anh chỉ bẩn lên cho ba cần. Mình được anh ấy đi tao còn mua thêm cái kia ăn. Rồi em cứ tưởng là chế biến đồ ngon này. Tưởng đồ ngon đó, thế mày mua được cái gì? Bây giờ là báo đệ trước nha, mày mua cái gì? Em ơi. Mày đá khác gì nước? Đá này. Bao nhiêu? Lít này. 5 con. Chè này. Lít này. Ôi thua rồi. Lít. 1 cân. À 12 cân rưỡi. 12 cân rưỡi nhá. Từ từ hai quả này nữa. Thì vẫn thế. 12 cân rưỡi. Đó là tất cả chỗ này của báo đệ à? Vâng. Nhãn, mít với lại đá. Đã mua hớ rồi. 10.000 một túi sao bọn mày không mua hẳn năm túi đá. Làm hài lòng phần. Đấy sao ông chướng. Dùng mọi thủ đoạn. Bây giờ đến thằng hổ. Ôi, hổ ăn chắc rồi. Không, túi đá. Lại còn quả mít. À không phải quả mít, quả dưa nữa này. Ôi đã 9 cân rồi. Thế này đúng không? 12 cân rưỡi thêm ra đây. Ôi giời. Này hơn Mao Đệ đúng có một khoảng tầm hai vạch, hơn hai hoa rồi nhá. Hơn hai hoa rồi. Mao Đệ chắc mua nhãn về ăn mất nhiều quá. Ừ, ăn mất nhiều. Không à, cũng chưa đâu. Là ăn mất nhiều hay không? Hả? Tôi đang em không ở đi ngoài này. Nó đi nó không mặc áo em nó tàn. Tàn bảo người ta bảo em. Thôi, chắc
thua làm chó.